lời chúa ngày chúa nhật thứ năm thường niên năm b Chúa ngày Chủ nhật thứ năm thường niên năm B mùng 7 tháng 2 năm 2021 và là ngày 26 Tết. Thưa anh chị em và các bạn, chúng ta bước sang ngày Chủ nhật thứ năm thường niên mùng 7 tháng 2. Chủ nhật đầu tháng 2 nhưng mà cũng là Chủ nhật cuối cùng của năm âm lịch. Mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đặc biệt cầu nguyện cho những anh chị em lương dân, những anh chị em tôn giáo bạn và cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng. Ước mong rằng những ngày Tết, những ngày xuân anh chị em đi thăm nhau cũng là ngày cơ hội để anh chị em đi loan báo tin mừng. Vì chúng tôi đã chuẩn bị sẵn cho những anh chị em hành trang, đó là những chiếc máy nghe giảng lòng Chúa thương xót rất nhiều các uh, nữ tu các cộng đoàn đã đến có khi xin năm trăm máy bảy trăm máy ba trăm máy có khi uh, hai ba chục máy nên là để tết tôi còn đi đến những uh, người dân tộc đến những vùng sâu vùng xa vì uh, các nữ tu đang ở những giáo điểm truyền giáo ở những khu vực mà những phương tiện truyền thông rất là hiếm vì còn nghèo còn khó cho nên là cái máy nghe giảng lòng chú thương xót là phương tiện tốt nhất. Vì họ chỉ cần cắm điện họ sạc. Rồi nghe, nghe khi nào nó không kêu nữa thì lại cắm điện vô sạc nghe tiếp. Chừng 2 năm mà sạc liên tục như vậy thì có khi pin nó khô cũng phải thay thôi. Ê thế nhưng mà đó là cái phương tiện để làm món quà Tết. Mững chầu đầu câu chuyện gặp vỡ nhau, trao tặng. Rồi họ nghe, họ nghe rồi ơn chúa xuống họ tìm hiểu rồi có nhiều người đã được ơn quay trở về họ bỏ đạo họ quay trở về hoặc là người họ xin học đạo để họ là một người công giáo vì họ chưa có rửa tội thưa anh chị em đó là cách thức mà chúng ta dành cho nhau trong những ngày đầu năm nhất là các bạn trẻ đừng có để cho mình lao vào những cuộc ăn chơi Nhất là cờ bạc Rồi rượu trẻ Rồi Đến những cái gì Hệ quả khác Như chúng ta biết là Sau những ngày lễ hội Thường là số phá thai rất là nhiều Là vì như vậy Xin Chúa chúc lành cho anh chị em mình Trong những ngày cuối năm này Đang tất bật Người thì đi gói bánh trưng Người thì đi mua bông Người thì dọn nhà dọn cửa Trong tất cả cái đó Đừng quên có một cái dọn Là dọn tâm hồn với chương trình tĩnh tâm Tết mà chúng tôi đã bắt đầu ngày thứ năm 23 Tết cho anh chị em. Hôm nay là 27 Tết, 26 Tết chúng ta còn tới hai ngày nữa, tới ngày 29 là kết thúc tuần tĩnh tâm Tết. Đó là cách thức chúng ta trang hoàng dọn dẹp căn phòng là chính tâm hồn của mình. Anh chị em đừng quên nha. Trong chuyên mục Sống Đúng Sống Đẹp với Tích Tâm Tết Giờ đây mời anh chị em nghe lời Chúa trong bài đọc 1 năm B Chủ nhật thứ năm thường niên Bài đọc 1 sách Job chương 7 câu 1 đến câu 4 và câu 6 đến câu 7 Bài trích sách Job Bây giờ ông Job lên tiếng nói cuộc sống con người nơi dương thế chẳng phải là thời khổ dịch sao và chuỗi ngày lao lung vất vả đâu khác gì đời kẻ làm thuê tựa người nô lệ mong bóng mát như kẻ làm thuê đợi tiền công cũng thế gia tài của tôi là những tháng ngày vô vọng số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề vừa nằm xuống tôi đã tự nhủ khi nào trời sáng Mới thức dậy tôi liền tự hỏi Bao giờ chiều buông? Mãi tới lúc hoàng hôn tôi chìm trong mê sảng Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa Và chấm dứt không một tia hy vọng Lạy Đức Chúa xin Ngài nhớ cho Cuộc đời con chỉ là hơi thở Mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ Đó là lời Chúa bao coi lòng tan vỡ, thú vị dương bao đàn hát lên ca mừng thiên chúa, chúa xây dựng lại Jerusalem, huy thục dân Israel tan lạc về, hãy cả Các người, ơi, chúa, đi, người chúa, chúa đi, người chúa lành bao coi lòng, lòng tan vỡ, chúa chỉ cho bao lòng nát tan được lành quên thương chúa ân tình từng ngôi sao trên cao chúa đặt tên các ngôi sao ở trên trời hãy cả người, người chúa đi người chúa chưa lành bao coi lòng tạm vỡ chúa thật cao cả ca, quyền uy ngài trí tuệ vô song những kẻ nghèo hẹn chúa đỡ nâng lên bốn gian ác chúa chiến hạ xuống đất buồn hãy cả người chúa đi người chưa lành bao coi lòng tàn vỡ Bài đọc thứ hai Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Lô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto chương 9 câu 16 đến câu 19, câu 22 đến câu 23. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Lô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh em, đối với tôi, rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng thiên chúa thưởng công còn nếu không tự ý thì đó là một nhiệm vụ mà thiên chúa giao phó vậy đâu là phần thưởng của tôi đó là khi rao giảng tin mừng tôi rao giảng không công chẳng hưởng quyền lợi tin mừng dành cho tôi phải tôi là một người tự do không lệ thuộc vào ai nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người hầu chinh phục thêm được nhiều người tôi đã trở nên yếu với những người yếu để chinh phục những người yếu tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để cùng được thông chia phần phúc

anh mở tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco chương 1 câu 29 đến câu 39. Marco 1 29 đến 39. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, vừa ra khỏi hội đường Capernaum, Đức Giêsu đi đến nhà hai ông Simon và Andre. Công Jacob và ông Gioan cùng đi theo. Lúc đó, bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm lấy tay bà mà đỡ dậy, cơn sốt giết ngay và bà phục vụ các ngài. Chiều đến khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho người. Cả thành súng lại trước cửa, Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai sáng sớm lúc trời còn tối mịt người đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó ông simon và các bạn kéo nhau đi tìm kiếm khi gặp người các ông thưa mọi người đang tìm thầy người bảo các ông chúng ta hãy đi nơi khác đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa. Vì thầy ra đi, cốt để làm việc đó. Rồi người đi khắp miền Galilee rao giảng trong các hội đường của họ và trừ quỷ. Đó là lời chúa. Thưa anh chị em, có những người hỏi rằng là không biết trong ba năm mà Đức Giêsu hoạt động công khai thì ngài làm cái gì? Vì uh, anh chị em đang hoạt động tông đầu người thì trong lĩnh vực này người trong lĩnh vực nọ người trong lĩnh vực kia có anh chị thì ca đoàn, có anh chị thì uh, nhạc đoàn, rồi có anh chị thì hội đoàn, rồi có anh chị thì uh, lòng thư xót có anh chị thì bác ái, có anh chị thì lê giáo vân vân và vân vân. Thế thì hỏi nhau rằng là mình đi theo Chúa Giêsu đi theo Chúa Giêsu làm những công việc mà Chúa Giêsu đã làm vậy thì việc chính yếu mà Đức Giêsu làm trong 3 năm công khai hoạt động tôn đồ của ngài là những công việc gì xin thưa trong 3 năm Đức Giêsu làm cũng đúng ba việc việc thứ nhất là loan báo việc thứ hai là giảng dạy và việc thứ ba là chữa lành proclaim mình loan báo teaching giảng dạy và healing chữa lành proclaiming teaching and healing loan báo giảng dạy chữa lành hết ngài không làm những công việc không có cần thiết vì ta đến để làm theo ý của cha ta đứng đã xoay tả ta không tự mình làm gì cả những gì cha bảo thì ta làm những gì cha dạy thì ta cũng nói lại như vậy ta không tự mình mà nói không cho nên khi anh chị em đi làm việc tông đầu anh chị em cũng tự hỏi tôi đang làm công việc của ai tôi đang làm cho ai có phải tôi làm công việc mà chú cha Sai tôi, như là Chúa Giêsu nói, như cha đã sai thầy, thầy cũng sai các con. Chúa cha đã sai Đức Giêsu làm và Đức Giêsu làm đúng ba cái công việc đó. Và ngày hôm nay Chúa Giêsu sai chúng ta đi, những tông đồ của lòng Chúa thương xót thì cũng làm những công việc đó. Những công việc mà Chúa Giêsu đã làm, mà Chúa nói nếu các con tin vào thầy thì các con làm được như thầy và còn làm hơn thầy nữa nghe sợ chứ. Lời Chúa nói, nghe, làm sao mình có thể làm được những công việc như vậy? Thưa, không phải do mình làm mà Chúa làm. Ta chỉ là dụng cụ trong bàn tay của Chúa mà thôi. Cho nên, khi mà Đức Giêsu đi rao giảng, đi loan báo và chữa lành, thì đây là một trong những trường hợp mà Đức Giêsu thực hiện công việc đó trong tin mừng Thánh Mắc Cô chương 1 câu 29 đến câu 39. Vừa ra khỏi hội đường ca phán um, Đức Giêsu đến nhà hai ông Simon và Andre. Có ông Jacobe và ông Joan cùng đi theo, tức là bốn ông Simon, Andre, Jacobe và Joan. Lúc đó bà mẹ vợ ông Simon đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho người về tình trạng của bà. Người lại gần cầm tay bà và đỡ dậy, cơn sốt giết ngay và bà phục vụ các ngài. Rõ ràng, một việc chữa lành rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, nhưng mà chính xác và có sự chứng kiến của bốn ông, Simon, Andre, Jacobe và Joan. Họ dám nói cho Đức Giêsu về tình trạng của bà. Vì bà ấy lên cơn sốt Nằm trên giường có lẽ bà ấy mê man Bà ấy không biết Thì có những người Nói lên Những lời khấn Lời cầu lên Chúa cho họ Cho những người đau bệnh Cho nên chúng tôi nhận được nhiều lá thư Thư gia xin ra cầu Cùng Chúa ban ơn phía lành Cho gia đình con cả Gia đình con bà ngoại con Rồi Covid Rồi lây sang những anh chị em con Thưa cha, xin cha cầu Chúa ban ơn chữa lành cho chồng con vì anh ấy đang bị ung thư tuyến tuyển luyện. Thưa cha, xin cha cầu nguyện cho vợ con vì vợ con bị ung thư ngực. Vân vân và vân vân. Thì có những người họ đau bệnh họ không thể cầu nguyện được nữa. Thì chúng ta là những người khỏe. Chúng ta là những người mà có lòng thương xót Chúa. Thì nhiệm vụ của mình là cầu khấn cho họ nói cho Chúa về tình trạng bệnh của họ để làm cái gì? Chúa cầm tay đỡ dậy cơn sốt giết ngày và cái người được chữa lành ấy làm công việc gì? là đi phục vụ được chữa lành không phải rồi mình đi tạ ơn Chúa rồi thì cứ dâng lên cho Chúa mà không làm gì khác không được ơn Chúa rồi thì ra đi mà phục vụ đó là cách đền ơn đáp nghĩa đó là cách tạ ơn chúa chúa ban cho mình có sức khỏe để đi phục vụ mình đang đau ốm bệnh tật chúa cho ban cho mình gặp thầy gặp thuốc để mình khỏe mạnh để đi phục vụ mình đang liệt lào với căn bệnh nan y mà chúa cho mình được phục hồi một cách kỳ diệu cũng để nhằm là mình đi phục vụ thứ hai chiều đến khi mặt trời đã lặn người ta đem đến mọi kẻ ốm đau và những ngày bị quyểm đến cho người, khi thì họ nói cho người biết, còn đây họ đem đến cho người, thấy chưa? rất cần có những người khác, rất cần những tông đồ lòng chúa thương xót để nói và để đưa người ta đến với Chúa. người ta đem đến mọi kẻ ốm đau, Nghĩa mọi kẻ ốm đau khi người ta không đi đưa đi được, thì chính người khỏe đem đến chính những người khỏe đến nói cho Chúa về tình trạng những người đau bệnh. Cả thành xúm lại trước cửa và Đức Giêsu chữa nhiều kẻ ôm đau, chữa những người ốm mắc đủ mọi thứ bệnh tật, trừ nhiều quỷ nhưng không cho quỷ nói vì chúng biết người là ai. Chúng ta thấy luôn luôn là Chúa chữa bệnh thể xác và chữa bệnh tinh thần. Bệnh tinh thần, bệnh tâm linh là những người bị ma quỷ, bị sự giữ nó khống chế. Có những người mà mình tưởng rằng là họ bị bệnh thân xác Chữa bệnh thân xác hoài Không hết, không khỏi Cuối cùng thì mới biết rằng là họ đang bị ma quỷ sử giữ khống chế Và ngược lại cũng có những người mình tưởng rằng là họ bị ma quỷ sử giữ khống chế Nhưng mà chính là họ bị tâm thần cứ thấy những người mà không bình thường mình cứ đổ ra cho quỷ ngay chưa hẳn có người bị, bị tâm lý cô ấy yêu anh đó mà anh ấy không yêu cô ấy rồi cô ấy buồn cô ấy thất tình cô ngồi cô ấy nói làm nhảm cô ấy nhìn trời cô ấy cười vậy đâu phải là cô bị quỷ ám đâu mà cô ấy bị thất tình hay là anh chàng ta ừ, bây giờ cứ lấy tiền đã đếm mà toàn tiền cũ rồi hóa ra là anh chàng ta bị phá sản bây giờ vì tâm lý hoảng loạn vân vân nhưng mà có những người thì bị ma quỷ sĩ không chế thực sự nhất là khi mà đụng đến cầu nguyện đụng đến chúa mẹ họ phản ứng kinh khủng lắm thường là như vậy vì nó là ma quỷ là bóng tối mà bây giờ chúa ánh sáng của chúa đến lời chúa đến và mình cầu nguyện thì họ không chịu nổi họ phản ứng cho nên gầm gừ họ làm ghê gớm lắm thương chị em và khi bị xua trừ rồi thì chúa cấm không cho được nói vì chúng biết chúa là ai ma quỷ chỉ muốn là tôn vinh chúa lên để chúa khoái để chúa đi chật ngoài cái con đường của ý chúa trà cho nên chúa cấm không có được nói là như vì như vậy để khỏi gây ngộ nhận hiểu lầm vì ma quỷ chúa của sự gian dối nó sẽ tôn vinh chúa nhưng mà thực sự nó làm cái sự hào nhoáng bên ngoài mà chúa phải chiến đấu để chống lại những hào nhoáng bên ngoài. Cái cám dỗ là muốn thể hiện mình, muốn tỏ mình ra là Thiên Chúa mà không theo con đường của cha muốn mình đi con đường đau khổ, chứ không phải con đường vinh quang. Câu chuyện thứ ba, vừa ra khỏi hội đường, rồi chiều về, đây là sáng sớm, đúng một ngày. Vừa ra khỏi đường có lẽ là ban ngày, chiều đến, rồi bạn đều đêm về và bây giờ là sáng sớm trời còn tối mịt đức giê đi đã dậy đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó cầu nguyện ở đó để lãnh lấy ý cha để thực hiện ba cái việc là loan báo giảng dạy và chữa lành nếu mà cứ làm ảo ảo loan báo giảng dạy chữa lành mà không có đi vào nơi hoang vắng và cầu nguyện thì cũng giống như là cái máy anh chị em có radio lòng thư xót mà anh chị em cứ nghe hoài, nghe riết, nó phải làm gì? Nó hết pin, nó không kêu nữa. Mà nó hết pin, nó không kêu nữa thì phải làm cái gì? Phải đi sạc lại, phải cắm vào nguồn điện để mà sạc lại. Thì khi mà cắm vào thì phải cho nó nghỉ, đừng có bắt nó nói nữa. Có người mở suốt xong rồi các bà cụ bà nghe, bà nghe tới 12 giờ trưa, tới giờ, giờ ăn cơm rồi. Bà bỏ con bà ấy, đi Sumaria, Mày cho cha nghỉ đi chứ mà bắt cha nói mãi như vậy ừ, Cha không ăn uống thì sao cha chịu được Có cái máy đâu mà cha đâu có nói được Bà đây thì mình làng nghe cha nói thì còn máy với móc gì nữa Thôi thôi mày cho cha nghỉ đi Ủa tôi bắt cha nói vậy chắc cha chết Thế nó tắt cái máy đi bảo đấy Mày phải cho cha nghỉ chứ mà bắt cha nói mãi Thế à? bạn cơm xong cơm xong rồi Bảo má ngay hay nghe không Tao thì cũng muốn nghe lắm Nghe để tao ngủ nhưng mà tao ngủ Mà cha thức cha nói thì cũng tội nghiệp cha Thôi thì tao ngủ dậy tao nghe để cha cũng ngủ quên, cái máy ấy đừng nghỉ <laughs> thì chị em phải có thời gian nó nạp. Vô. Thì sáng sớm còn tớ mị Đức Giêsu chỗ dậy là nơi Hồng vắng để cầu nguyện ra đi nạp pin đấy. Để tìm thánh ý Chúa cha mà thực hiện ý của cha, phải đi tìm mày mò tìm kiếm mà thực hiện ý cha chứ phải ý cha một lần cho tất cả đâu. Đâu phải vậy nó dễ quá. Có khi mình đang làm phải dừng lại mình hỏi rằng tôi có đang làm vì Chúa hay không? Tôi có đang thực hiện ý của cha trên trời hay là Ý của ông cha dưới đất nào đó Là chính tôi Hay là đi tôi tìm ý tôi chứ Tôi đâu có tìm ý chú Và Ông Simon Các bạn kéo nhau đi tìm kiếm Khi gặp chúa các ông thưa Mọi người đang tìm thầy Vậy hả? Tôi tìm ở đâu chỗ nào? Chúa Sư lại lao xuống Không Chúa Sư hay lắm Không để cho Yếu tố bên ngoài tác động đâu nhất là không để cho đệ tử của mình nó nắm mũi mình nó kéo đi tại vì mọi người đang tìm thầy của thầy đang được tôn vinh thầy đang được để ý đó thầy đang nổi tiếng đó thầy ơi người ta đang đi tìm kìa thầy nổi tiếng rồi ngon rồi thầy cho mình nghĩ là <laughs> dễ bị cái găm dỗ lắm người lãnh đạo dễ bị người dưới xỏ mũi thay vì mình hướng dẫn người ta thì mình để cho cái vinh quang mà người ta tôn vinh mình ấy, nó đưa mình đi chật cái con đường mà chúng muốn mình đi đó là nhà lãnh đạo các mục tử đôi khi không cẩn thận thì chính con chiên nó sẽ lèo lái mình đức giêsu nghe vậy thì nói chúng ta hãy đi nơi khác kỳ quá thầy mà ông ghê ta đang đi tìm mà lại đi đi khác là sao đang tôn vinh mình mình lại mình lại, mình lại không chịu nhận cái, cái tôn vinh đó mình lại đi vào nơi khác là sao? hãy đi nơi khác. mọi người đang đi tìm thầy thì đang lý ra thì phải được rồi xếp hàng mau tôi ra bây giờ chuẩn bị. tan oh no, tan oh no. chúng ta đi nơi khác đến các làng mạc chung quanh để thầy còn rao giảng ở đó nữa Giảng dạy Loan báo và chữa lành Công việc còn phải tiếp tục Thầy còn rao giảng ở đó nữa Vì thầy ra đi Cốt để làm việc đó Cốt để làm việc đó Thầy ra đi cốt để làm việc đó Nghĩa là thầy được cha sai đến trần gian này Cốt để làm công việc là đi Loan báo tìm mình rồi người đi khắp miền Galilei rao giọng trong các hội đường và chơi quỷ. Đấy luôn ra đi rao giảng loan báo và chữa lành chữa lành trong đó có việc trừ quỷ tức là chữa lành về mặt tâm linh và phao lô trong bài đọc một anh chị em thấy phao lô cũng xác tín cái sư vụ đó của mình là đối với tôi rao giảng tin mừng không phải là lý do để tự hào như là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm làm công việc là rao giảng tin mừng đó không có cái gì để gọi là tự hào cả đừng có hãnh diện là tôi đã đi thế này đi tôi đi giáo điểm này tôi đã đi chỗ này tôi đã đi uh, loan báo tin mừng thế này thế kia không chẳng có gì để mà hãnh diện để mà tự hào vì là sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm vì khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng việc bắt buộc tôi phải làm mà không làm là chết chắc không làm là chắc chết thôi mình không làm cái việc đó thì mình không còn là Kitô hữu nữa. Không còn là người công giáo nữa đâu. Chứ đừng có bảo là tôi muốn làm thì làm, làm thì thôi. Không, là việc tôi cần thiết và bắt buộc phải làm. Làm như thế nào? Mỗi người chú ăn một cách khác nhau. Mà cách tốt nhất là làm chứng bằng đời sống của mình. Làm chứng bằng đời sống của mình. Mà Paulo bảo rằng là tôi mà tự ý làm việc ấy thì mới đáng Chúa thưởng. Còn nếu không tự ý thì là một nhiệm vụ Chúa trao phó. Một nhiệm vụ Chúa trao phó mà mình không làm cho nhiệm vụ là mình chết chắc. Còn nếu mình cao hơn, mà thấy rằng đó là một việc tự ý mình làm, chứ không phải là bắt buộc phải làm vì thấy cái giá trị cao quý của công việc thì tôi tự ý tự tình mà tôi làm, chứ không phải bắt buộc tôi phải làm. Vậy đâu là phần thưởng? đó là khi rau giảng tin mừng tôi rau giảng không công phần thưởng là rau giảng không công <laughs> Đã, phần thưởng là phải có công là rau giảng không công chẳng hướng quyền lợi tin mừng dành cho tôi đó là phần thưởng đấy tại vì sao vì chúa là phần thưởng của tôi rồi vì khi mà tôi làm tự ý tôi làm thì đáng được chúa thưởng rồi Phá lô nói mà cho nên khi mà tôi loan báo tin mừng tôi làm không công không có hưởng quyền lợi gì khi mà tôi đi loan báo lòng chúa thương xót chúa phải cũng không hưởng cái quyền lợi gì nơi công việc đó vì chúa thưởng công cho tôi khi tôi tự ý làm công việc đó mà phần thưởng là chính chúa chứ không phải là phần thưởng là cái này cái nọ cái kia là chỗ này chỗ nọ chỗ kia là vị trí này vị trí nọ vị trí kia là chức vụ này chức vụ nọ chức vụ kia chả nghĩ lý gì đối với tôi tôi gọi tất cả là phân bón so với cái lợi là biết được đức giêsu kitô chúa của tôi vì khi tôi, tôi đi loan báo tin mừng lòng thương xót chúa thì tôi xác tín rằng là chúa nói với tôi ai loan báo lòng thương xót của ta ta bảo vệ như vinh quang của ta ta chăm sóc như người mẹ chăm sóc con thơ không kẻ thù là làm hại được họ và rời ra đi của họ là rời ra đi trong bình an cho nên khi tôi xác tín được công việc đó thì tôi là một người tự do không lệ thuộc vào ai nhưng đã trở thành nô lệ của mọi người hầu chinh phục thêm được nhiều người trở nên trở thành nô lệ cho họ để chinh phục họ để đưa họ về với Chúa tôi đã trở nên người yếu đối với người yếu để chinh phục người yếu người ta đang yếu mình mạnh mình đến mình nắm cổ mình lôi người ta mình lấy sức mạnh để bẹp người ta làm sao chinh phục được muốn chinh phục được họ thì phải như họ bỏ tất cả cái gì của mình để trở nên người yếu với người yếu để chinh phục như người yếu yếu mình muốn loan báo tin mừng cho những người nghèo mà mình đi xe hơi đến để loan báo tin mừng dạng nhà dạng dạng đi vào dân lễ rồi dạng nhà dạng dạng đi ra lên xe hơi đi về làm sao loan báo tin mừng làm sao làm chứng cho tin mừng phải trở nên nghèo với người nghèo yếu với người yếu hèn với người hèn bệnh với người bệnh chứ còn luôn luôn tỏ ra sự sang trọng sự quý phái quyền cao chức trọng như thế thì làm sao loan báo tin mừng vì như thế là phản chứng chứ không phải là làm chứng cho nên tôi đã trở nên tất cả cho mọi người để bằng mọi cách cứu được một số người đến với cả những người giàu cũng như người nghèo đến với người sang cũng như người hèn đến với những người mà tiền rừng bạc bền cũng như người không có gì cả tôi đến với mọi người trở nên tất cả cho mọi người để cứu được một số người mình không phải là Chúa mình không phải là quyền năng gì trở nên tất cả cho mọi người và Phaolô khiêm tốn nói rằng để cứu được một số người vì tin mừng tôi làm tất cả những điều đó để được thông chia phần phúc của tin mừng làm tất cả những việc loan báo giảng dạy và cầu xin Chúa chữa lành trong lòng thương xót của Chúa làm tất cả những điều đó để được thông chia phần phúc của tin mừng là giờ là Chúa hứa rằng là ai mà làm công việc đó thì giờ ra đi của họ là giờ ra đi trong bình an tức là được thông chia phần phúc của tin mừng là đường hạnh phúc nước trời cho nên này anh chị em ơi nào hãy mau mắn lên đường mau mắn lên đường ta còn phải ra đi đức chị hoàng nói mở tung cánh cửa đi ra vùng ngoại ô oh, đi ra vùng ngoại vi để mà loan báo chia sẻ làm chứng lòng thương xót chúa tin mừng của chú và đức thánh cha nói rằng tôi thà thấy một giáo hội bầm dập vì ra đi bị thương tích vì ra đi hơn là một giáo hội an toàn ở trong nhà mà vàng vọt yêu đuối héo gầy hãy ra đi, đi chấp nhận những thương tích chấp nhận những đau thương chấp nhận những khó khăn những thử thách nào mời các bạn chúng ta trỗi dậy lên đường ra đi loan báo tin mừng lòng chúa thương xót amen bệnh nhân xua trừ quỷ ác đem tin bình an chúa chúng này thân xác người đâu vất vả nặng gánh đem đến niềm tin cho muôn người việc lành phong đỉnh chia sớt tình thương dù trong đời thương bao niềm vui sướng hồng theo lời chúa giúp người cô thân thành tâm ân cần chẳng chút phân vân chúa chưa lành